Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 5 giờ sáng của ngày mùng 8 tháng 8 năm 2022. Câu chuyện về xây dựng Đảng. Bác Tổng Bí Thư thì cũng đã nói rất nhiều lần, uy tín của bác thì không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Mà uy tín của bác Tổng Bí Thư thậm chí có cả một cái thời kỳ, cả một thế lực dùng cả một cái chiến dịch truyền thông bôi nhọ rất kinh khủng, thậm chí còn bêu diếu bác Tổng Bí Thư của chúng ta với những ngôn từ từ nọ từ kia rất kinh tởm. Thế nhưng bây giờ thì đại bộ phận người dân Việt Nam thì đều biết về bác Tổng Bí Thư của chúng ta. Đơn giản bởi vì là uy tín không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi. Không phải rằng là cứ là lãnh đạo thì có uy tín. Rất nhiều người chức vụ lãnh đạo, chức vụ ấy, và rất cao nhưng mà nói rằng uy tín thì khó lắm, đúng không ạ? Nó cũng không tự nhiên mất đi bởi vì rằng là dù có thế lực thù địch, dù có sự hiểu lầm thì qua một quãng thời gian thì uy tín lại quay trở lại. Cái gì là sự thật thì mãi mãi là sự thật và không ai lấy được của mọi người đi cái gì cả. Chính vì thế trong công tác xây dựng Đảng thì báo cáo với các bác rằng là tôi trong clip này lúc 5 giờ sáng, cái khoảng thời gian mà chúng ta tĩnh tâm lại thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều vấn đề. Đặc biệt là tôi thấy rằng là vai trò của đoàn thanh niên hay là vai trò của tuyên giáo, Bộ Thông tin và Truyền thông và thậm chí của rất nhiều cán bộ lãnh đạo và cả những cán bộ cơ sở, họ hình như chưa thấm nhuần được điều này. Nói về xây dựng Đảng thì trước Đại hội 13 tôi cũng đã nêu một cái từ gọi là chiến tranh nhân dân trong phòng chống giặc nội xâm. Thì sau này á, người ta bảo cái từ đấy nó hơi tối nghĩa, cho nên rằng là chú em phải nói một cái từ như thế này, đó là gây dựng cái thế trận toàn dân trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Và tại sao lại phải có thêm cái từ phẩy tiêu cực vào cộng, phải gọi là thế trận toàn dân để là không cho chúng nó thoát, đường nào cũng không cho chúng nó thoát. Và dùng một cái câu mà sau này thì dễ chịu hơn á, thì đó chính là cái câu của chị Trương Thị Mai, nó giảm nhẹ lên một tí, đó chính là dựa vào dân để mà xây dựng Đảng. Chúng ta sẽ xem cái câu này thế nào. Vào ngày 14 tháng 7 vừa rồi á, thì xin thưa với các bác, trong một cái buổi có một cái bài viết về tuyên truyền trong cái của báo Chính phủ Hà Nội nhé, báo Chính phủ Hà Nội nhé, đường link nhé, tuyên truyền về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là yêu cầu rất quan trọng. Trong đó có một cái từ keyword mà chị Trương Thị Mai đã nói thế này: gần đây chúng ta dùng cụm từ dựa vào dân để xây dựng Đảng. Đây không phải là khẩu hiệu mà phải trở thành vấn đề thiết thực, thực chất trong đời sống xã hội. Trưởng ban tổ chức Trung ương nhấn mạnh và cho hay, đối với vấn đề giám sát của nhân dân, phản biện của nhân dân thì đã có 3 cái văn bản của Bộ Chính trị về giám sát đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nghĩa là rất rất rõ và rất đúng chủ trương đường lối. Tại sao tôi nói rằng là chủ trương đường lối thì rất đúng, rất chuẩn, nhưng quá trình thực hiện á, thì lại nảy sinh rất nhiều vấn đề và chúng ta cũng sòng phẳng nhìn với nhau, đó chính là rất nhiều cán bộ lãnh đạo và đặc biệt ở các tỉnh và địa phương thì họ không coi chủ trương của Bộ Chính trị ra cái gì. Đấy là sự thật và tôi nói thẳng như thế, bởi vì rằng á, họ không coi cái vai trò phản biện giám sát của nhân dân trong lĩnh vực này. Về việc mà Bộ Chính trị hay Ban Chấp hành vừa đưa ra trong hội nghị Trung ương 5, cùng với cả mấy văn bản của Bộ Chính trị bao gồm cả kết luận 12, thì đều nói rất rõ và cụ thể, và thậm chí dùng cái từ là phải khuyến khích nhân dân xây dựng Đảng, giám sát cán bộ đảng viên ở cả nơi làm việc lẫn nơi sống. Thế nhưng mà nói thì là chủ trương ở bên trên, còn thực hiện ở bên dưới thì các anh quên phén nó đi. Tới tận bây giờ ấy, thì xin thưa các bác rằng là chủ trương đó hoàn toàn đúng. Giống như Bác Hồ đã từng nói rằng là dân chủ là phải để cho dân mở mồm ra. Khi mà có một số người người ta nói rông nói dài 2 tiếng đồng hồ về thế nào là dân chủ vân vân nọ kia, thì bác chỉ rút gọn là một câu thôi: dân chủ là làm thế nào để cho dân mở mồm ra. Bởi vì chỉ có dân mở mồm ra thì mới rõ được vụ việc liên quan tới nữ sinh Hồ Hoàng Anh ở Ninh Thuận vừa rồi là một ví dụ điển hình. Nếu như không có tiếng nói của nhân dân thì liệu rằng vụ việc có được khởi tố hay không?
hoàn toàn có thể đặt câu hỏi trở lại như thế. Nếu vụ việc của dân ấy, mà gần như rõ trắng đen thì các anh xử lý rất nhanh. Ngày trước ngày hôm sau là có thể khởi tố bắt tạm giam rồi. Thế nhưng những sự việc ấy, mà liên quan đến một số cán bộ mà đặc biệt là có chức có quyền thì xin thưa các bác rằng là các anh chị là coi như là thôi, cứ từ từ quan sát đã rồi tính sau. À, anh có đến nhà tôi không, vân vân, à, có cái nọ có kia hay không, vân vân, rồi là mối quan hệ của anh này thế nào, động của anh ta thế nào. Họ quên mất rằng là hàng triệu cặp mắt của nhân dân thì đang nhìn vào cái điều đó, đang nhìn vào cách hành xử của họ. Cho nên ấy, dựa vào dân để xây dựng đảng thì một trong những nguyên tắc cơ bản là Bác Hồ đã chỉ rõ, phải mở mồm, nghĩa là phải để cho dân mở mồm ra, chứ dân mà không mở mồm thì chết dở. Thế nhưng mà chúng ta thấy rất nhiều những người đã bị phạt bởi vì là họ chỉ cần nói lên tiếng nói của mình, thế mà đã bị phạt. Họ chỉ đặt một dấu hỏi hoặc chỉ hỏi rằng là một cán bộ lãnh đạo như thế này vân vân, tại sao có nhà thờ, có biệt phủ vân vân đó, thì khéo là lại bị phạt mà thậm chí là bị đi tù nhiều năm. Thế thì những trường hợp như thế thì nó tạo ra những cái tiền lệ, thì dân làm sao mà dám mở mồm được. Mà dân không dám mở mồm thì làm sao mà dựa vào dân để mà xây dựng chỉnh đốn đảng, giám sát đảng viên trong việc mà đạo đức lối sống được, đúng không ạ? Đó là sự thật. Và một trong những cái mà tôi nghĩ rằng là bên phía của ban tuyên giáo phải thể hiện cái quan điểm chủ nhất quán của mình, ít nhất cũng phải đưa ra một cái bộ hướng dẫn để cho các anh an ninh, hay rằng là cho chính đội ngũ của các anh, và thậm chí cho chính cả văn phòng 35 của Trung ương Đảng, văn phòng 35 gọi là chống những điều xuyên tạc, để mà phân biệt thật rõ bên nào là xuyên tạc, bên nào là phản động. Và kể cả bọn phản động nó nói thì cũng phải phân biệt rõ rằng là cái nào nó nói đúng, cái nào nó nói chứ sợ không đúng. Ví dụ nó nói về vụ tham nhũng tiêu cực thì đấy là đúng, nhưng mà nó lại dựa vào vụ tham nhũng tiêu cực đấy để mà nó bảo rằng là đảng nó thế nọ đảng thế kia, thì cái phần sau nó là không đúng, thế còn cái phần đầu thì nó đúng quá còn gì nữa. Thế cho nên phải rõ ràng cái điều này. À, nó đã là đúng rồi thì làm thế nào mà tránh được. Và cái quan trọng rằng mình phải lấy cái hành động ra để đáp trả bọn chúng. Chúng ta không bao che, chúng ta hiểu rõ và chúng ta kiên quyết xử lý tới cùng, không nể nang, vân vân, không né tránh. À, Trung ương đã thế thì ở dưới này càng phải làm chặt hơn. Thì như thế thì mới có được cái niềm tin của nhân dân. Còn không thì khó lắm. Câu chuyện về sự cô lập, à, thì nhiều bác có hỏi tôi rằng là vừa rồi thì Hoàng Dôn có đưa ra một số cái bài, thì tôi xin chia sẻ với bác thế này. Những người như chúng tôi á, thì xin thưa các bác chịu rất nhiều áp lực. Và mình chịu áp lực là một chuyện rồi. Nếu như mình không có vợ, không có con, mình là trẻ mồ côi thì mọi chuyện nó dễ dàng lắm. Thế nhưng á, mình có bố có mẹ, đúng không ạ? Mình có vợ có con, mình có bạn có bè, và tất cả đều bị ảnh hưởng đó. À, các ông bà, kể cả ông bà thông gia cho đến cả ông bà nhà tôi thì đều bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ thì nhiều người hiểu được cái lý tưởng của mình rồi và hầu như là quay xe là ủng hộ tôi, chứ lúc đầu là lo lắm, lúc đầu là lo lắm, nhưng bây giờ là ủng hộ tôi gần như tuyệt đối. Và tôi rất cảm ơn các ông bà điều đó, bố mẹ điều đó, bởi vì rằng là ý nghĩa cực kỳ luôn. Và cái quãng này nó phải mất gần 2 năm thì người ta mới mới hiểu được rằng là cái lý tưởng của mình, và đặc biệt rằng là mình hoàn toàn trong sạch, minh bạch và không có cái gì ở đây cả đó. Thế rồi nhưng mà vợ con cũng bị ảnh hưởng chứ, rồi bạn bè cũng bị ảnh hưởng chứ. Nhiều bạn bè tôi thậm chí rằng là bị cấp trên gọi lên là mày chơi với nó à, mày chơi nó như thế nào, vân vân, nhiều lắm, nhiều lắm đó. Thế nhưng mà có những người bạn thì người ta sẵn sàng, người ta thôi thì thôi, tôi ông say goodbye với nhau. Đây cũng là một cái dịp thanh lọc nhau để tôi xem rằng là bản chất ông thế nào. Bởi vì ông biết thừa những cái gì tôi nói đâu có sai đâu, đúng không? Thế nhưng có những người ấy, thì người ta bảo càng những lúc như thế này họ lại càng nói rằng là nó nói đúng, nó không nói sai. Cho nên đứng bên cạnh nó, sát cánh bên cạnh nó. À, tôi chơi với nó, à, tôi thì không đưa cái gì ra cơ quan của mình, nhưng tôi chơi với thằng Hoàng Dôn này. Vì bạn bè chúng tôi chơi nhau từ nhỏ rồi, từ hồi cấp 1, cấp 2 rồi, chứ đâu có phải là mới đây là mới mới chơi đâu. Cho nên là trọng tình cảm nhau đó. Hoặc là tôi quan điểm của nó là như thế này,
quan điểm của tôi có thể khác, nhưng chúng tôi chơi với nhau bởi vì có những kỷ niệm với nhau, bởi vì cái tình cảm đối với nhau đó. Lớn lên rồi thì mỗi người có thể khác cái nọ khác kia, nhưng đấy là vấn đề không quan trọng. Cái quan trọng rằng là chúng tôi phải giữ tình cảm. Rất nhiều người bản lĩnh cái kiểu như thế, nhưng có rất nhiều người là né, né, mặc dù cũng chưa ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ đâu. Những người đấy tôi cho rằng là những người mà có thể nói cũng đáng thương, cũng đáng trách, bởi vì là thôi thì cũng đành phải chấp nhận thôi. Không thì sếp trên người ta nói, người ta hỏi thì lại kêu. Đặc biệt là sau hai cái vụ mà tôi làm, thì một vụ ở ngay chính trường của vợ tôi, trường của vợ tôi, cái vụ thầy Minh Tuấn đó. Cái thứ hai nữa rằng là cái vụ liên quan đến các bí thư tỉnh ủy, rồi con của ông đấy, rồi một số lãnh đạo ở Lào Cai, cái mà tôi gọi là phố nhà quan đấy, thì rất nhiều người là cảm thấy rằng là ABC nọ kia. Nhưng đó là thực tế. Bác Hồ được quý trọng là bởi vì đôi dép cao su. Bác Hồ được kính, gọi rằng là kính yêu, là bởi vì tấm áo đã sờn vải. Rồi bác Trọng cũng vậy, đúng không ạ? Thế bây giờ các anh chị là toàn có biệt phủ, rồi còn biệt thự, rồi đất kim cương, thì đó cũng là cái biểu tượng. Nếu như đôi dép cao su là một biểu tượng, thì cái biệt phủ của các anh cũng là một biểu tượng. Đôi dép cao su của Bác Hồ thì là biểu tượng của một ý chí mãnh liệt để giải phóng dân tộc, vì nước vì dân. Thì cái biệt phủ của các anh thì nó là biểu tượng là gì ạ? Của việc xa rời quần chúng, của giặc nội xâm, của sự suy thoái về đạo đức lối sống. Nhưng ấy, cái đáng buồn nhất chính là cái sự vào cuộc chưa quyết liệt của ban tuyên giáo, của đoàn thanh niên. Ban tuyên giáo thì như là lĩnh vực truyền thông vậy, quản lý báo chí, vân vân, đưa ra những chính sách, quyết sách. Còn bên phía của đoàn thanh niên thì là xung kích, gọi là cánh tay phải, lực lượng xung kích của đảng, cái gì cũng đi đầu, nơi nào cần thì thanh niên có, và nơi nào khó thì có thanh niên. Thế nhưng mà cái lĩnh vực mà chống giặc nội xâm này khó như thế này và chả thấy đoàn thanh niên ở đâu, chưa thấy cái chương trình nào mà đoàn thanh niên bảo rằng là xây dựng cái văn hóa liêm chính trong thanh niên, xây dựng cái chống chạy chức chạy quyền trong thanh niên, xây dựng gọi là đổi mới công tác cán bộ hiệu quả trong thanh niên, đúng không? Và ở các tỉnh thành vân vân gì đấy, thì những người mà chỉ cần góp ý với vào lãnh đạo thì lập tức là có thể bị xử phạt, có thể bị như thế nọ thế kia, mà họ quên mất rằng là dựa vào dân để mà xây dựng đảng, câu này đã thành chủ trương. Cho nên những cái kia họ nói ấy, thì họ kệ chủ trương sang một bên. Nên tại sao tôi nói rằng là cái chủ trương và thực thi thì nó có một cái độ vênh nhất định, và chính cái độ vênh này nó làm cho mọi thứ nó sai lệch đi, nó làm cho mọi thứ nó sai lệch đi. Và chính thế thì đó là cái câu chuyện để mà các bác có thể thấy xây dựng đảng thì cần phải xây dựng từ lĩnh vực cụ thể như thế, từ ban tuyên giáo đi xuống như thế, từ đoàn thanh niên như thế, rồi các cơ sở đảng như thế, phải để cho dân mở mồm ra và tạo cơ chế để ủng hộ, bảo vệ người dân trong việc mà tố cáo vân vân, kể cả những lĩnh vực liên quan tới suy thoái đạo đức lối sống, và đặc biệt là cái văn hóa giải trình. Một số bác thì có nói rằng là giá như mà mỗi bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh, các sở ban ngành một tuần hoặc một tháng dành ra khoảng tầm 3-4 tiếng livestream để mà trả lời trực tiếp người dân, bởi vì hội trường nó bé thì livestream thì nó tương tác nó dễ hơn, để trả lời trực tiếp các câu hỏi của người dân, thì tuyệt đối rằng là thấy các anh chị là lo né là chính, đúng không? Lo né là chính. Đấy, cho nên ấy, dựa vào dân để xây dựng đảng là một cái khẩu hiệu, là một cái quyết sách rất đúng đắn, nhưng trong cái thế trận toàn chân ấy. Thế nhưng ấy, cái vấn đề thực thi thì nó có rất nhiều vấn đề, và tôi hy vọng rằng đợt tới có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn, đặc biệt ở hai lĩnh vực, đó là tuyên giáo, và thứ hai là lĩnh vực mà bên đoàn thanh niên. Bởi vì thực tế hai cái ngành này đã xuống cấp từ rất lâu. Tuyên giáo thì nói chẳng ai nghe, và đoàn thanh niên thì các phong trào gọi là giống như bác Vũ Khoan nói, cứ phong trào lên cái rồi lại thôi, coi như không có cái dấu ấn gì cả trong cuộc sống hàng ngày cả, và nó lại như thành một cái bệ phóng, một cái bệ tên lửa để mà phóng các anh quan thăng tiến thật nhanh thì lại thông qua con đường đoàn, đúng không? Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người.
Chúc các bác một buổi sáng tốt lành. Cảm ơn các bác.